Kính chào quý vị và các bạn đang đến với lịch thi đấu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự cúp câu lạc bộ của thế giới. Bên cạnh đó là những thông tin liên quan đến bản quyền phát trực tiếp các trận đấu này. Quý vị nhớ là hãy đăng ký kênh để luôn nhận được những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Với thành tích vô địch giải bóng chuyền nữ câu lạc bộ châu Á 2023, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dưới tên gọi Sport Center One sẽ dự giải thế giới với các câu lạc bộ tổ chức tại Hàng Châu của Trung Quốc, được diễn ra từ ngày 13 cho đến ngày 17 của tháng 12. Theo kết quả bốc thăm thì đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng với các đối thủ là câu lạc bộ Vakibank của Thổ Nhĩ Kỳ và câu lạc bộ Clube của Brazil. Bảng đấu còn lại có 3 đội là trụ nhà Tianjin của Trung Quốc, Minas của Brazil và Itabu của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo thể thức của giải đấu thì 6 đội được chia làm 2 bảng đấu. Mỗi bảng thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào bán kết để đấu chéo. Như vậy là giải vô địch các câu lạc bộ thế giới chỉ có 10 trận đấu, bao gồm 6 trận đấu vòng bảng và 2 trận bán kết, 1 trận tranh hạng 3 và 1 trận tranh chung kết. Thầy và trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ rơi vào một bảng đấu khó khi cả hai đối thủ đều là ứng cử viên cho chức vô địch của giải đấu này. Vakibank đã có 2 mùa liên tiếp vô địch giải châu Âu và 4 lần vô địch giải thế giới. Đội bóng này đang sở hữu dàn cầu thủ hàng đầu thế giới như là Zheng Wei, đặc biệt là Gabi. Cô là đội trưởng tuyển bóng chuyền nữ Brazil và được coi là một trong những chủ công xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Câu lạc bộ Vakibank hiện là đội bóng chuyền nữ mạnh nhất thế giới hiện tại. Trong khi đó thì đối thủ còn lại của các cô gái Việt Nam là Braa Clube, cũng là một đội bóng hàng đầu của Brazil. Như vậy là chúng ta cũng có thể hiểu được rất khó để Sport Center One kỳ vọng vào một kết quả tốt tại giải đấu này, nhất là khi đội bóng không có sự phục vụ của Trần Thị Thanh Thúy. Tuy nhiên, việc góp mặt tại một giải đấu lớn và được tranh tài cùng với các ngôi sao hàng đầu của thế giới đã là một cơ hội không thể tuyệt vời hơn để dành cho các vận động viên cũng như là các người hâm mộ đến từ Việt Nam. Theo lịch thi đấu thì Sport Center One sẽ gặp Vakibank ở trận đầu ra quân vào lúc 12 giờ ngày 13 tháng 12 và chạm trán với đội bóng còn lại Clube vào ngày 14 tháng 12 theo giờ Việt Nam. Hiện tại thì các vận động viên của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang thi đấu giải vô địch quốc gia. Dự kiến thì toàn đội sẽ tập trung trở lại từ cuối tháng 11 ở giải vô địch thế giới của các câu lạc bộ sắp tới. Chủ công đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy sẽ không tham dự cùng với đội tuyển nữ Việt Nam khi cô đang bận thi đấu cho câu lạc bộ chủ quản Blue Cats ở Nhật Bản. Dù sự vắng mặt của Thanh Thúy là tổn thất lớn dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, nhưng đây cũng là một cơ hội quý giá để cho các nhân tố mới của đội tuyển nữ Việt Nam có thể cọ sát, học hỏi, nâng cao trình độ khi được đối đầu với những ngôi sao bóng chuyền hàng đầu của thế giới. Một điều quan tâm lớn của người hâm mộ đến lúc này đó chính là sẽ theo dõi các trận đấu của đội tuyển Việt Nam dưới tên gọi Sport Center One tham dự giải vô địch câu lạc bộ thế giới tại đâu thì chúng tôi cũng xin phép được cập nhật. Thì tính đến thời điểm hiện tại chưa có đơn vị nhà đài nào tại Việt Nam sở hữu bản quyền các trận đấu này. Chính vì thế mà những thông tin liên quan đến bản quyền hình ảnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video sau. Quý vị nhớ là hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông báo mới nhất từ channel của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.